hoành tráng ha. Rồi mấy anh đây còn hoành tráng dữ nữa các bạn. Trời ơi. Các bạn nhìn lé mắt chưa các bạn? Nha. Buồn buồn xong nhà hay nhảy qua cái farm của bạn Hải với farm của một hồi còn có một người anh bên Úc nữa. Chân buồn buồn xong nhảy qua xong hay ngắm lắm các bạn. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hay Day GameHD. Mình là Son, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Và Son cũng xin kính chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và hôm nay trong clip này, Son sẽ tiếp tục đi review những cái farm đẹp để cho các bạn chiêm ngưỡng và cũng như là học hỏi ý tưởng ha. Thì Son nhận được rất là nhiều phản hồi và góp ý từ các anh chị và các bạn là hãy có thời gian rảnh á, thì hãy review một cái clip riêng về một cái chỉ là những cái farm đẹp, chẳng hạn là review về farm đẹp về toàn là kim cương, những cái farm đẹp làm bằng coi hoặc là những cái farm đẹp làm bằng trang trí bằng những cái hiếu thưởng. Thì hôm nay trong clip này thì Son cũng sẽ review theo ý kiến và những cái góp ý của các anh chị và các bạn, là Son sẽ review ở trong clip này là những cái farm đẹp và làm từ kim cương nha. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu từ level 567. Đây thì các bạn tên là River các bạn. Tiếng Anh Son đọc nhanh như gió. Rồi thì các bạn, cái farm của các bạn này á, các bạn thấy toàn là kim cương không nha. Còn cái này á, là nạp cái gói có quà trang trí và có kim, kèm theo gói kim cương ha các bạn. Cái gói này rất là đẹp nhưng mà do Son rất là thích và cái đợt này thì Son kinh tế Son không có cho phép, cho nên Son không có sở hữu được cái những cái gói này ha. Dạo này kinh tế Son rất là khó khăn với các bạn. Rồi đây thì hiện tại bạn này là bạn show hết mấy cái mương nước và cái lối mòn ra ha. Đó, và có đợt 2022 đây. Mấy bên đây á, là chuột chạy và cũng là kim cương ha. Thì cái góc này là cái góc này Son thấy rất là đẹp ha. Và Son cũng rất là buồn tại vì kinh tế Son không có cho phép, cho nên Son không có sở hữu được cái gói kim cương có con rồng này ha. Rất là buồn luôn. Không biết khi nào nó mới mở trở lại nữa. Rồi bây giờ mình sẽ qua thị trấn xem coi. Đây các bạn, thị trấn rất là đẹp ha. Wow, mấy cái nhà này mà mua bằng cái gói không các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cái ha. Trời ơi, nhìn lé mắt thấy các bạn. Quá trời luôn. Thật là hoành tráng ha. Như cái farm này là của chị, một chị mà Son biết trên Facebook mà chỉ đổi tên. Rồi thì tới bạn Blackpink hả? Đi màu hồng hả các bạn? Blackpink là khoai đi màu hồng của các bạn. Đây thì cái đoạn này rất là đẹp các bạn. Cái Son nghĩ là bạn này bạn bỏ ra rất là nhiều kim cương để mỗi lần mà nhận quà đua ngựa bạn sẽ dùng cương xáo lại để săn những cái món quà đua ngựa của bạn, rất là nhiều ha, rất là nhiều luôn đó. Rồi cái cánh ruộng nữa bạn. Rồi đây là cái mẫu trường, rồi đây là cái mẫu những cái máy sản xuất ha. Đây. Nhìn rất là đơn giản các bạn. Cái pha nhìn rất đơn giản nhưng rất là hay ha. Kim cương không nha các bạn, và dùng kim cương không. Rồi mấy anh đây có chữ Hay Day rất là đẹp nữa các bạn. Và cái farm của bạn Blackpink này nè là Son thích ở cái đoạn này nè, có con mèo này, con mèo female ha. Cái này con mèo female các bạn ha, mèo nữ á. Tại vì YouTube nó hay đánh những cái từ mình nặng ở, mình hay nói những từ nặng, YouTube nó đánh nó làm vàng tiền, cho nên nhiều lúc Son không dám nói những cái từ mà nó nặng các bạn. Thì nam nữ female hoặc là male thôi, chứ không dám nói từ cái từ mà dành cho động vật mà phân biệt giới tính ha. nói ra nó đánh dạng tiền không tiếp tiền các bạn. Phát triển Hay Day rất là hay luôn. Và Sơn rất thích khu bên đây, chắc Sơn học cái khu bên đây quá. Sơn là khu bên đây giống như nè. Đẹp thấy các bạn. Và cái khu này rất là hay luôn nè. Rồi. Đây cái thị trấn các bạn. Wow. Wow, cái thị trấn hoành tráng các bạn. Thị trấn đẹp ha. Cái thị trấn thì nhìn nói chung nó gọn gàng nè ha, sạch sẽ mát mẻ, và nó không có gọi là sùm cho mấy các bạn, có nói chung là nhìn rất là hay luôn ha, nhìn rất là mát, mát các bạn, nhìn mát mẻ, thoáng mát, thoáng mát. có từ hơn mà xong diễn tả không ra, nhìn rất thoáng mát ha, chứ nó không có nhiều cây cối chùm ha. Ở đây wow. Wow, góc nhìn đẹp ha, nhìn đẹp hả các bạn, rất hay luôn các bạn, nhìn hay ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cùng Sơn đi qua tới bạn Hải Idol. Cái farm bạn Hải này là khỏi chê các bạn, nhưng mà rất là đáng tiếc. Cái farm của bạn Hải này là Sơn nói chung là rất là buồn luôn các bạn. Giờ không biết giải quyết sao để cho bạn Hải bạn có thêm động lực để chơi cho cái farm này lên cấp lại ha. Farm của bạn Hải, các bạn Hải này ở như ở clan boss đó các bạn. Đa số clan boss là đặt trước sau có review cái nguyên cái clan đó toàn là đại gia kim cương không các bạn. Wow, cái này là cái mặt con hổ đúng không các bạn. Rồi thì các bạn nào mà cái tưởng tượng phong phú á, các bạn nhìn có phải cái này là cái mặt của con hổ không các bạn. Sơn thấy giống con hổ hay con beo, con báo vậy ha, đúng không, rất là hay ha. Tí tưởng tượng của Sơn nhìn ra là cái mặt con hổ hoặc là con beo các bạn, còn các bạn nhìn ra cái mặt con này là con gì, đúng không, cái mặt con hổ đúng không các bạn, nhìn hay ha. Cái cặp mắt nó ra hồn ghê các bạn ha, không nhìn cái cặp mắt nó ra hồn. Cực kỳ hay luôn. Rồi 2022 chú nghĩa là số 2 nè, con hổ à, cái năm nay con cọp đúng không, thì là cái mặt con cọp là số 0 nè, đúng rồi, cái này con hổ nha, đúng rồi các bạn. 2022 nè, hoành tráng ha. Rồi mấy anh đây còn hoành tráng dữ nữa các bạn, trời ơi. Các bạn nhìn lé mắt chưa các bạn. Nha. Buồn trong nhà hay nhảy qua cái farm của bạn Hải với farm của một hồi còn có một người anh bên Úc nữa. Sơn buồn Sơn nhảy qua, Sơn hay ngắm lắm các bạn. Ngắm cho đỡ thèm chứ không vậy tại mình không có các bạn, đem mấy con này nè. Quá trời luôn. Sơn hay coi ngắm cái góc ở đây nè. Đó. Rồi thì nãy giờ các bạn nhìn thấy đã mắt không bạn. Rồi bạn Hảo Hảo này thì hiện tại cái farm bạn không có ship cho nên không có review được. Đây cái người anh mà Sơn nói đến là anh Danny Nguyễn nè. Đó, cái farm mà cũng khủng khiếp bạn, đây nè, nhìn để Sơn zoom nhỏ lại cho các bạn thấy cái đoạn này ha, nhìn đẹp ha. Ước gì mình được hai con này với một cái ly hương, một cái quạt các bạn. Cái đợt đó kinh tế Son thiệt chứ rớt nước mắt luôn, không có được một cắt chín túi mà để đầu tư cho hai cái tượng con rồng với một cái ly hương nữa, bạn thấy không, rất là thích luôn. Tại vì đợt đó Son qua nhà ông ghét là ông có trước rồi, Son dự định trong đầu là nếu mà có mở ra mà có điều kiện là Sơn xúc 2 con rồng liền, lúc đó không có điều kiện các bạn ơi. Và năm nay là năm kinh tế buồn đó, nhìn hay ha. Và cái hai cái thiên thần nữa bạn đó, thiên thần bắn vô tới tim nè, chiêu thiên thần này bắn chiêu và thiên thần này bắn chiêu vô tới tim. Ha đó. Và anh Danny Nguyễn này cũng có rất là nhiều sơ đồ ha, và Sơn thích nhất là sơ đồ này. Sơ đồ này anh mới sửa lại các bạn, tại sơ đồ này lúc trước là không phải vậy đâu, anh mình mới sửa lại cái đoạn này nè. À, đây hung lũng của Anthony nè. Rồi các bạn, nãy mình quên qua cái hung lũng của bạn Hải Idol đúng không các bạn? Xong cái này mình quay trở lại hung lũng của bạn Hải Idol cho em coi bạn Hải bạn trang trí như thế nào ha. Đây hung lũng của bạn Hải Idol nữa bạn. Cái mẫu này nhìn rất là quen thuộc ha. Trời ơi, cái này test độc trai mà nó ra một bầy cà nông súng pháo luôn bạn, quá trời luôn. Mấy đây tới tim bạn này như vẫn full hết mấy con thú ở trong đây luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ tiếp tục qua bạn Mi xinh hả? Mi xinh đẹp, Miu xinh đẹp, bạn sữa xinh đẹp ha. Wow. Đó. Để mình để lại một cái dấu vết gì bên cho bạn đã biết mình qua ha. Rồi ok. Rồi bên đây là cái cây màu ha. Đây. Đây là ruộng lúa. Đây ruộng lúa đây các bạn. Rồi thì bạn Mi xinh đẹp chỉ có một cái đoạn này á, có nhiều kim cương ha. Đó. Và sao thấy cái farm này thấy nó rất là đặc sắc ha, nó rất là nổi với những cái cây màu mà đó. Ha. Có khu chơi của trẻ em nữa các bạn, khu chơi của trẻ em mà bỏ cái nhắc ma ở đây. Bạn này không mà hóng nha, bé đang chơi mà thấy bộ xương lú lên là giật mình đó. Đây những khu này của em bé đang chơi đó. Rồi mình qua bên thị trấn xem thử. Thị trấn trang trí bằng coi ha, trấn cũng trang trí bằng cương các bạn ơi, nhưng mà nhìn rất là màu vàng, màu vàng, màu tím. Rồi mình sẽ tiếp tục đi các bạn. Rồi qua tới bạn cảnh dân cung nữa các bạn. Đó, các bạn cảnh dân cung này là farm, các bạn này công nhận á, cái tí tưởng tượng của bạn ship farm cực kỳ là đẹp các bạn, cái mẫu nào mình cũng thích hết á ha, và ha ship rất là hay luôn. Không lẽ mình ăn cắp nguyên cái mẫu này mình dán về cái farm mình này chứ. Nhìn hay ha, nhưng mà bạn này làm như bữa giờ không có thời gian nè, cái mẫu này bữa giờ rất là lâu rồi, chắc cả nửa năm rồi không thấy ra mẫu mới các bạn. Nó xong rất thích là ngay cái chỗ chuồng chạy nè ha, nhìn hay ha, nhìn thấy các bạn. Rồi ngay đây được ngăn cách bởi một hàng cây ha. Rồi qua tới đây là khu Halloween đó, mấy anh này nhìn rất là hay luôn các bạn. Ngay đây là có như cái mùa thu á ha, làm như mùa thu á ha, nhìn giống mùa thu ha. Đó là xuống tới đây. Wow, khu này khu tình yêu nữa các bạn. Bạn này có rất là nhiều khu nha. Khu Halloween nè, khu này là khu nước nè ha. Qua đây tới khu tình yêu, hai cái ghế tình yêu nè nó. Bạn này bắt ship hay thiệt á, cực kỳ hay luôn ha, nó đối xứng ha. Đây là khu mùa thu rồi ha. Rồi đây khu đất trồng, bên đây cũng đất trồng bên đây nè. Đó, rồi các bạn xem mấy bên đây nè. Đó, thời có được Bạn này thiếu hai con rồng nha, chưa không có đầu tư hai con rồng ha, nhưng mà có được cái ly hương nào đó. Nhìn đẹp không các bạn, đẹp ha. Rồi mình qua khu thị trấn của bạn nha. Thị trấn các bạn là mạ vàng hết à. Không có kim cương mà là mạ vàng, lót gạch vàng hết ha. Đấy, bên đây mấy con thú nó đi dẫm nát cái đường hết trơn ha. À, như bản không có đầu tư ở trong thị trấn nhiều các bạn, nếu mà bản đầu tư trong đây nhiều còn đẹp dữ nữa ha. Rồi tiếp theo đây, thủ lĩnh cự lăng boss các bạn. Đó, đây là thủ lĩnh clan boss nè. Thì anh Danny và bạn Hải Hay Đầu cũng ở trong thủ lĩnh clan này các bạn. Đợt trước mình cũng có một cái clip review toàn các đại gia ở trong thủ lĩnh clan boss các bạn. Nguyên clan là toàn là farm kim cương không à. Wow, hoành tráng các bạn. Bạn thấy mấy cái quay này là với mấy cái chuông này là một mớ kim cương nữa, hơi bị nhiều á ha. Nhìn ở ngay nhà chính nhìn hoành tráng quá các bạn. Rồi đây là cái chữ boss ha, chữ boss. Rồi khu này nhìn rất là đẹp luôn. Khu lính cờ lan boss chắc là một chị nữ quá ha, người nữ trang trí rất là nữ tính luôn. Wow, khu này sao cái này hay vậy ta, giờ mới thấy cái này luôn các bạn. Cái này ở đâu có ta, có pháo nè ha. Và wow, rất là nhiều cây màu hồng luôn. Thủ lĩnh boss rất là khéo tay ha, cực kỳ khéo tay luôn các bạn. Rất là nhiều cây màu luôn. Rồi mấy anh đây, như thủ lĩnh clan boss không có đua ngựa hay sao trời, sao không thấy mở đất ha, hay là để dành mở lúc mở hết luôn. Chắc là mình nghĩ bạn thủ lĩnh clan boss này là để những cái mở rộng á, để dành mở cái mở hết luôn, chứ giờ mở từ mất công trang trí ha. Nãy giờ kiếm mấy cái máy sản xuất mà không biết giấu đâu luôn trời, chắc giấu một vòng đây nè. Đây mấy máy sản xuất giấu một vòng đây nè các bạn. Rồi mình qua mình chiêm ngưỡng bên thị trấn xem như thế nào các bạn. Cái này giống của bạn Hải ha, giống cái mẫu của bạn Hải, nhưng mà nó không phải là kim cương mà nó là những cái lót gạch coi ha. Rồi qua ngoài đây hoành tráng chứ, giống Vũng Tàu quá. Mấy bên đây wow, mấy đây rất là gọn gàng luôn các bạn ha, mình hay ha, quá trời vàng luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục qua bạn Huy ha. Nói chung cái farm của bạn Huy cũng vừa coi và vừa kim cương, nhưng mà sao thấy bạn Huy bản ship rất là đẹp các bạn, rất là hay, cái bố cục nó rất là hay ha. Và Son cũng review luôn nha, chọn farm của bạn Huy review luôn đó. Cái bố cục farm của bạn Huy này là rất là hay các bạn nè, chữ Hay Day đây là chuồng chạy ha. Đó, cái bố cục máy sản xuất các bạn đó ha, những máy sản xuất nó theo lô à, phân lô à, đó rất là hay ha. Rồi đây là đất trồng các bạn. Đó, phân lô đó, bố cục rất là hay ha. Cái đây thì bạn chưa đầu tư nhiều ha. Để mình để lại dấu vết lên cho bạn biết là mình qua nha. Rồi ok, qua thị trấn xem như thế nào. Rồi thị trấn thì bạn Huy bản không có đầu tư các bạn, Huy chắc chưa đầu tư ha. Rồi thì các bạn ơi, Thời lượng clip đến đây cũng tương đối ổn rồi các bạn, chứ khi review dài quá các bạn xem cũng mất thời gian và các bạn cũng nhàm chán. Thôi thì đến đây tạm dừng clip ha. Thì các bạn ơi, hiện tại Son rất là muốn được kết bạn với tất cả các bạn, nhưng mà do anh Seo anh cho kết bạn được có 500 người à, thì hiện tại Son cũng full rồi và Son cũng không biết bằng cách nào mà để kết bạn với tất cả các bạn, để Son qua farm của bạn để Son học hỏi ý tưởng và review farm của bạn, và để cho các bạn qua farm của Son và xem Son thiết kế để các bạn còn góp ý cho Son để Son hoàn thiện hơn nữa. Nhưng mà bây giờ Son không có cách nào mà để kết bạn được, kết nối được tất cả những các bạn đang muốn kết bạn với Son, và Son cũng rất muốn kết bạn với các bạn. Các bạn có cách nào hay để chúng ta có thể kết nối lẫn nhau, để đi qua farm lẫn nhau, để mình học hỏi, trao dồi những cái ý tưởng cho nhau, thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới góp ý cho Son, để Son có một cái cái kiến thức để mà kết bạn với các bạn ha. Nói chung là để hông não, để không biết sao giờ kết bạn được. Có rất là nhiều bạn nói xin mã farm để kết bạn mà giờ phone này đâu có kết bạn được các bạn. Thì lâu lâu cũng lọc lại những các bạn không chơi, lọc lại, hy vọng các bạn cũng thông cảm ha. Thì các bạn nào có cái hướng giải quyết nào hay á thì hãy để lại bình luận bên dưới cho Son biết nha. Rồi thì clip của Son đến đây cũng xin tạm dừng ha. Và các bạn ơi, hy vọng các bạn hãy góp ý cho Son về thêm nhiều chủ đề hơn nữa, nhiều khi làm cũng biết chủ đề. Hy vọng các bạn hãy cho Son thêm nhiều góp ý những cái chủ đề hay để Son học hỏi, và Son sẽ làm clip phục vụ đến tất cả các bạn ha. Và clip của Son đến đây cũng xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Mãi yêu các bạn.